xin giới thiệu vào con, đây là cái máy thái chuối, chiếc máy thái chuối công suất 1 kW, sơn màu xanh rất là chắc khỏe. Đây đầu vào chúng ta sẽ cho cái chuối vào đây, khởi động máy, cái điện cắm sẽ chạy, cắt chuối thành những lát nhỏ. Sức mạnh con máy này nằm ở lưỡi dao kép, dao kép quay cắt chuối thành từng lát mỏng một, mà chuối được cắt sẽ rơi ra đây, nó sẽ hứng một cái chậu hay là gì đấy ở đây. Đây là toàn bộ hình ảnh chiếc máy thái chuối đơn giản, công suất 1 kW. Mọi người có nhu cầu mua máy liên hệ với em 0662 701 541. Em xin cảm ơn.